Tới ngày hôm nay, đây là nằm trong lịch sử, ông Senator George Santo. Ngay bây giờ, ông Santo bị trục sức ra khỏi quốc hội. Người dân biểu đứng thứ sáu trên Hoa Kỳ bị trục sức ra khỏi quốc hội. Mà ở trong quốc hội của đảng Cộng Hòa bị trục sức ra khỏi quốc hội. Cái chuyện như vậy nó đã kéo dài qua lại gần cả tháng trời rồi. Chuyện này đó mà nếu mà không có đảng à, của dân chủ mà họ ủng hộ với nhau thì ông Sento vẫn còn ngồi tiếp tục. Nhưng mà ngay bây giờ đảng dân chủ, đảng Cộng Hòa họ đứng chung lại với nhau. Đó là họ bầu để mà tẩy chay Sento. hơn 100 ngoài người à, của đảng Cộng Hòa, họ nói họ ủng hộ. Họ ủng hộ để mà đuổi ông George Santos đuổi ông George Santos ra khỏi quốc hội. Đây là ông Santos đi ra ngoài xe khi bị kêu bằng đuổi ra khỏi quốc hội phải rời khỏi ngay lập tức thì Santos lên xe như vậy. Santo là bị người ta chỉ trách nói là nói xạo rất là nhiều. Nói xạo về lý lịch thầu sơ của mình để xin làm trong quốc hội. Cả luôn nói xạo về những cái gì mà lý lịch thầu sơ mà của gia đình của mình cũng xạo luôn. Ông Santo bị truy tố 23 cái um, những gì ông làm khác nhau nhưng mà ông ta không có chấp nhận những cái gì hết trơn đó. À, dính dám tới gian lận à, à, tiền bạc để xài rồi cả luôn lấy tiền của người ta rồi đủ chân á, Sen. À, đây là theo của quốc hội, họ điều tra đó rồi họ đưa ra, họ nói Sen nói Sento là dùng cái số tiền người ta ủng hộ cho Sento đi tranh cử mà Sento lấy tiền đó để xài cho cá nhân. À, Sento dùng tiền để mà chích Botox rồi đi ăn chơi đủ hết. Cả luôn mua quần áo sang trọng để bạn à liên tiếp những cái chuyện này cứ uh, tiếp tục xảy ra rồi sau khi đó là nằm trong đảng cộng hòa họ mới đưa ra cái điều tra thì mới lòi ra hết rồi đảng cộng hòa cũng nói rõ ràng sento là phải cần tẩy chay ông này không có cho làm trong quốc hội nữa đây tới ngày hôm nay là sento trở thành như vậy ông uh, chủ tịch của hạ viện đó và có một số người ở trong đảng cộng hòa thì họ không có đồng ý không đồng ý là trục sức centau nhưng mà kết cuộc thì cái số người mà đồng ý nó nhiều hơn nằm ở trong đảng cộng hòa rồi cả luôn là không đủ cộng thêm là những người đảng dân chủ nhảy vô cũng giết vô nói là phải trục sức tàu. kết cuộc thì họ bầu thì centau là ngày hôm nay là đi luôn theo tiếng Việt mình kêu là ngày hôm nay là Sento đi bụi đó Sento <laughs> bị trục sức rồi <laughs> yeah. hôm nay là official buồn hiu, Sento bị, bị trục sức buồn hiu đó tới ngay lúc này là official 100% đâu ra đó rồi Sento không có phải là người dân biểu của Hoa Kỳ nữa Sento chỉ là một người dân bình thường thôi, không có còn làm trong quốc hội nữa. Có nghĩa là ngày hôm nay là tàu là cái như là bèo bèo giống như tụi mình rồi đó. <laughs> Ai mà bèo bèo là cái gì giống như Sento đó. We are, we are Santo normal right now. À, đây là cái thời điểm mà mọi người thấy đài nào sẽ cũng chiếu cái cảnh này là Sento bị đuổi ra, đi lơm sơm ra ngoài như vậy. Sau khi đó rất là tức giận, nhảy lên trên xe. À, đây là của trong quốc hội đó phía bên đảng cộng hòa thì có một số người không có thích sen một số người thì thích mọi người biết ông chủ tịch của hạ viện đó là ông johnson mới vừa lên đó ông không có bầu ông bầu ủng hộ cho sen ở lại ở trong quốc hội nhưng mà lần này ông bị văng luôn có nghĩa là người những người của trong đảng ông không có thích sen nói sen làm nhiều chuyện sai cho nên tẩy chay sen của đài ABC báo cho biết. Trả lời chút xíu của ngày hôm qua. Ngày hôm qua, Santo lên trên đài nói túi xua đủ chuyện. Hôm qua nói là về cái chuyện mà trong quốc hội có thể là trục sức Santo. Um, đây là ông uh, uh, chủ tịch của hạ viện đó thì cũng không có uh, đồng ý đó. À, những cái người đó và một số người trong đảng cộng hòa cả luôn chủ tịch hạ viện ông đưa ra là ông bầu là ông không có đồng ý nói là Santos phải giữ lợi chứ không có nên mà trục sức. Rồi sau khi đó là Santos biết được như vậy ngày hôm qua là sento nhảy lên trên nói túi xua chân đó rồi có nhiều người cũng nói ông sento có lẽ là trốn được lần này sẽ tiếp tục nằm trong đảng cộng hòa và nằm trong uh, quốc hội tiếp tục và ông ta sẽ được thắng sau khi cái chuyện bầu cử uh, lần này rồi kết cuộc thì nó không có giống y như những gì mà của người ta suy đoán tổng cộng là 311 người bầu sen à, và còn cộng thêm những người khác nữa à, bầu là trục sức sen À, theo của trong đảng cộng hòa là có 105 người đã bầu trục sức sen tàu cộng thêm của bên kia nữa là kể như là xong luôn và tất cả những người trong đảng dân chủ tất cả luôn những người trong đảng dân chủ của ở trong uh, quốc hội đó họ bầu là trục sức sen tàu cho nên cộng tất cả những người trong đảng Dân Chủ, cộng luôn một trăm mấy người của trong đảng Cộng Hòa là kể như là sen tàu dân. Tại vì trong đảng Cộng Hòa có hai trăm mấy người ủng hộ cho sen tàu ở lợi, nhưng mà cộng là bên đây là ba trăm mấy người, tại một trăm người của đảng à, Cộng Hòa, hai trăm người của đảng Dân Chủ, cộng là dân sen ngay lập tức. Cho nên tính ra là sen tàu đi liền. Cho nên tới trong lúc này, Sento không có còn là người dân biểu của trên Hoa Kỳ nữa. À, đây là không có phải là tính là Sento giống như bên đây bên kia bầu giống như cách nhà không bao nhiêu. Đây là cái số người muốn trục sức Sento là nó quay up there, nó cao mút lên trên luôn. Còn mà Sento bên kia là mút phía dưới đó. <laughs> À, đây là những hình chúng ta xem trực tiếp à, trong lúc này. À, Sento đã rời khỏi cái văn phòng làm việc của Sento. À, yeah, người ta đang đổi chị phá cái phòng của Sento kìa. Có nghĩa là <laughs> Sento bị trục sức rồi bây giờ đổi luôn cái cái, cái chị phá của chỗ này đó. Sợ Sento để mà đi trả lời. Cho nên ngay bây giờ đổi luôn cái phòng chị phá của Sento. Cái lúc cái đó. À, đây là người ta chạy theo người ta quay phim Sento và ngay bây giờ cũng đổi luôn cái phòng của Sento làm việc đó. Cái chìa phá luôn. À, còn đối với những người mà làm dưới tay của Sento thì vẫn làm tiếp tục của trong văn phòng ở đây chỉ đổi Sento thôi. Và trong lúc này thì Sento bây giờ đi đâu đây? Mọi người đang nhìn hình ảnh đây. Đây là văn phòng của Sento. Họ đang đổi cái ổ phá của văn phòng Sento. Đây là mới vừa xảy ra uh, vài phút đồng hồ về trước. Và họ cũng sẽ lấy luôn cái bản ở phía ngoài của Sento để cái chữ mà uh, là Sento đó để là cái bản mà người dân biểu chốt central đẩy phía ngoài sẽ tháo luôn xuống. À, trong vòng vài phút nữa họ sẽ lấy luôn cái bảng treo mút ở trên đầu đó bưng xuống luôn. À, trong lúc này Central không có còn ở trong uh, capital của Hoa Kỳ nữa và cũng Central không có quyền đi vô bất cứ chỗ này nữa. bây giờ vẫn còn những người làm của dưới tay của Sen. tàu làm đây nhưng mà xem tàu thì không còn làm nữa À, trong lúc này đó cái văn phòng của sen tàu chỗ này thì vẫn còn mở cửa như mà những cái người mà của quốc hội họ đang kiểm soát cái văn phòng của sen tàu À, trong lúc này là Central không có được quyền bầu bất cứ cái gì hoặc không có được quyền đi lại văn phòng chớ lại chỗ này nữa. Central đã xong rồi, đã rời khỏi đó. There we go, đó là của đài báo cho biết nha. Ngày hôm nay về cái chuyện của chó Central. Còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay. Đây là của đài NBC News báo cho biết đây là theo DA báo cho biết về cái chuyện anh Michael mà bị tấn công bắn chết như vậy. Anh này là đối với Hollywood thì anh ta à, rất là quen biết nhiều người ở Hollywood. Anh ta bị bắn ngay đầu, bắn ngay cái nhà chỗ này. And the 33... có một người homeless một người vô gia cư lỡ gõ cửa sau khi đó tấn công vô trong nhà rồi móc chúng bắn chết anh ta a... à, đây là cái người mà bắn chết anh này đó là dính dám nói là anh này là quen cái người nào đó là bạn của cái người mà cái người đó không thích gì đó cho nên mới trở thành như <laughs> vậy Nguyên cái khu nhà chỗ này, đó là rất là êm, không có bất cứ chuyện gì xảy ra hết trơn đó. À, cái bà này cũng nói, cái anh mà bị bắn chết là một người rất là tốt, ở xung quanh đây đều được tốt lành. Powerful Hollywood couple and the brother of famed talent agent Franklin Ladd, Michael is being remembered for his philanthropy à, cái anh Michael này đó anh quen biết rất là nhiều người của trên Hollywood và cũng làm việc chung rất là nhiều người giúp đỡ cho cộng đồng cũng rất là nhiều thì tới ngày hôm nay anh ta đã bị bắn đó đó là của đài NBC News báo cho biết còn đây là của đài báo thêm cho chúng ta biết tin ngày hôm nay đây là của Oh my God look at this đây là của đài NBC báo cho biết biết đây là chuyện xảy ra where well, where well, 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 South Korea nằm ở bên À, South Korea nha, đây là à, họ báo cho biết biểu tình bên chỗ này. Take a look at this. Oh my god! Hiện tại mọi người đang xem đây là những người nông dân ở bên South Korea, họ đang đứng ra biểu tình chống lại chính phủ. Lý do họ chống lại chính phủ đó là chính phủ bên South Korea đang đưa ra cái luật lệ không được ăn thịt chó. Really? Yeah, không được. no dog meat. Đó, không được ăn thịt chó. Đây là những người dân mà làm ở trong farmer, những người làm ở trong ruộng đó, là chuyên môn nuôi chó, thì họ đứng ra chống đối là chuyện này. mấy người này la lên, đây là không có công bằng, chúng tôi không có đồng ý những gì mà cảnh sát tới rồi đứng ra để mà biểu tình về chuyện này. Ngay bây giờ đó là chính phủ ở bên South Korea đi theo cái chương trình của thế giới, cấm không cho bán thịt chó. Thứ nhất, cấm không cho bán thịt chó. Thứ nhì, cấm không cho ăn thịt chó. Đây là làm cho những cái người nông dân rất là tức giận. Những người nông dân này có người đã nuôi chó như vậy đã rất là nhiều năm và đã bán chó, đây là chó nuôi để mà thịt, cho nên đây là thịt chó, đó là theo truyền thống gì đó của họ nói. Bây giờ theo chính phủ nói là cấm, theo của nước ngoài, vô trong sau Korea rất là nhiều, không thể nào mà bán thịt chó mà ăn chó như vậy được nữa. Tới ngày hôm nay, rất là nhiều thịt không có cần ăn thịt chó. Có nhiều thịt để mà ăn, chứ không phải thiếu thốn giống như hồi xưa mà cần phải ăn thịt chó. Cho nên những người này không có được quyền bán thịt chó và nuôi chó để mà thịt nữa. Rất là nhiều nước trên thế giới đã bỏ đi cái chuyện này. South Korea đáng lẽ phải bỏ này từ lâu. Đã 10 năm về trước đã đưa ra cái lực là cấm. Sau khi đó người khác đưa lên, nói là không sao, rồi cứ tiếp tục. Tới ngày hôm nay là chính phủ nói là phải tiệt. Cấm hết hoàn toàn Không thể nào để cho thế giới nhìn mình Không có bình thường Chó mà lại ăn tiếp tục Trong lúc đồ ăn thì có đầy hết Đây là những người dân Rất là tức giận Họ nói làm như vậy làm sao mà sống There we go Đó là của đài báo cho biết nha Ok đó là của đài báo cho biết rồi Tới đây là Andy phải ngần nha Ngay bây giờ họ báo cho biết là run out time rồi Take care bye bye